Sáng ngày 6 tháng 8, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì cuộc làm việc với Đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, Eurocham, do ông Alan Kenny, Chủ tịch Hiệp hội làm trưởng đoàn. Cùng làm việc có các đồng chí Lê Trung Kiên, trưởng ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng, Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan, đại diện lãnh đạo hơn 50 doanh nghiệp thành viên Eurocham và các doanh nghiệp châu Âu khác. Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giới thiệu những tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư, chính sách thu hút đầu tư vào Hải Phòng. Đồng chí cho rằng cuộc làm việc là cơ hội tốt để các nhà đầu tư của doanh nghiệp châu Âu hiểu rõ hơn về môi trường đầu tư cạnh tranh của thành phố Hải Phòng, đồng thời góp phần quảng bá, xúc tiến đưa Hải Phòng trở thành điểm đến đầu tư năng động, hiệu quả, thuận lợi, an toàn đối với các nhà đầu tư. Ủy ban Nhân dân thành phố và các đơn vị sở ban ngành cam kết sẽ luôn hỗ trợ tối đa và là điểm tựa vững chắc, sát cánh cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, đề xuất đầu tư và trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố. Trong khuôn khổ cuộc làm việc, các đại biểu đánh giá những tác động với nền kinh tế thành phố sau 2 năm thực thi Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu-Việt Nam, nghe ý kiến trao đổi của các nhà đầu tư, doanh nghiệp thành viên của Eurocham nói riêng và doanh nghiệp châu Âu nói chung, giải đáp làm rõ các vấn đề quan tâm của doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu và đầu tư vào thành phố Hải Phòng. Giải đáp một số vấn đề các doanh nghiệp châu Âu quan tâm như phát triển năng lượng sạch, nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng chí Lê Trung Kiên, trưởng ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng cho biết, đến tháng 8 năm 2022, trên địa bàn thành phố Hải Phòng có 64 doanh nghiệp vốn đầu tư FDI từ các nước châu Âu với tổng vốn đầu tư 932,1 triệu USD. Đồng chí Lê Trung Kiên đề nghị Eurocham và các doanh nghiệp thành viên nghiên cứu lên phương án đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế Hải Phòng để được hưởng nhiều ưu đãi về chính sách. Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố mong muốn các doanh nghiệp thành viên của Eurocham và các nhà đầu tư từ châu Âu tiếp tục đầu tư vào Hải Phòng, nhất là trong các lĩnh vực mà các nước châu Âu có thế mạnh như công nghệ kỹ thuật số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, logistics cảng biển thông minh, các công nghệ chuyên ngành mới nổi như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa, công nghệ sạch và xử lý chất thải, đẩy mạnh hợp tác đầu tư thành lập các trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát huy để thu hút lượng lao động chất lượng cao đến làm việc, tạo tác động lan tỏa, tăng sức hấp dẫn với các dự án sản xuất công nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh hợp tác phát triển ngành logistics, hạ tầng công nghiệp hiện đại nhằm phát huy lợi thế của thành phố. Chủ tịch Eurocham Alan Kenny trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và cho biết Eurocham được thành lập năm 1998 là tổ chức đại diện cho cộng đồng hơn 1.200 doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam. Trên địa bàn thành phố Hải Phòng hiện có 21 doanh nghiệp là thành viên của Eurocham. Trong dịp này, các thành viên Eurocham mong muốn nghiên cứu tìm hiểu thị trường, môi trường đầu tư tại miền Bắc, cụ thể là tìm hiểu môi trường đầu tư tại thành phố Hải Phòng, đánh giá cao những tiềm năng lợi thế, các định hướng chiến lược phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng. Chủ tịch Eurocham bày tỏ hy vọng sau cuộc họp này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác hấp dẫn giữa các nhà đầu tư châu Âu với thành phố.